Căn hộ mini 2 phòng ngủ vừa rẻ hơn chung cư, vừa trang bị full nội thất. Nếu ai đang tìm thuê chung cư 2 phòng ngủ mà thấy giá cao quá thì nhất định phải tham khảo ngay căn hộ mini này nha. Đặc biệt là khu vực Tân Phú, gần Đầm Sen. Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích lên đến 90m2, 2 thế hệ vô đây ở chung còn được nữa mà. Phòng khách thì siêu to khổng lồ, cửa sổ full phòng khách, ánh sáng phải nói là ngập tràn căn phòng luôn. Như giới thiệu là phòng được trang bị full nội thất từ bàn ghế, sofa, bếp điện, máy hút mùi, rồi tủ lạnh, tất tần tật đều có hết. Phòng khách không chỉ thoáng mà còn có cái view ngắm trọn công viên văn hóa Đầm Sen luôn. Cuối năm xem bắn pháo hoa tại nhà luôn, khỏi phải ra ngoài. Tiếp theo là không gian phòng ngủ đầu tiên, trang bị cũng cơ bản thôi à, giường nệm, ga gói cộng thêm tủ đồ thôi. Phòng ngủ số 2 mới gọi là xịn thật sự. Có thể gọi phòng ngủ này là phòng master đi ha. Trong phòng có luôn cái view hướng ngoài, tha hồ lấy sáng và gió. Ai thích mảng xanh của cây cỏ thì ngay cửa sổ có luôn hàng cây xanh trước mắt, thấy xịn ghê chưa. Và cuối cùng là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sẽ có khu giặt đồ, phơi đồ riêng, khu tắm rửa, vệ sinh cá nhân riêng. Phải nói là nhà vệ sinh cực kỳ rộng, 2-3 người vô đây cùng một lúc mà còn thấy rất là thoải mái. Rồi, nếu bạn đang tìm 2 phòng ngủ thì tham khảo ngay dự án này tại Tân Phú, gần Đầm Sen luôn nha cả nhà. Đang cho thuê từ 15 củ đến 16 củ thôi. Hay muốn tìm phòng quận khác nữa thì tham khảo thêm tại group cộng đồng Hai Friend nha.